Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm một bài kiểm thử nhanh giữa cô nàng mũi thiên thần thánh và anh chàng hắc sắc công tử này. Đây cũng là yêu cầu được đề xuất bởi bạn Hoàng Nguyễn Huy khi anh ta đã đề xuất các cặp sĩ quan cần được kiểm thử tiếp theo. Đó là nài ngựa cộng với hắc sắc chiến đấu với mũi tên thần thánh cộng Nagarani để tìm ra xem khi triển khai trên các đơn vị tiêm kích và cho chúng đối đầu nhau thì các cặp đôi nào thể hiện năng lực vượt trội hơn. Các bạn hãy xem ở phần tiếp theo của video clip nhé. Rồi, như vậy là các bạn đã được xem nhanh bài kiểm thử giữa cô nàng Nagarani kết hợp với mũi tên thần thánh với các cái bộ kỹ năng rất phù hợp để bổ sung cho nhau và tăng cường khả năng kháng sát thương lên đến con số rất lớn, thì các đơn vị tiêm kích của hai cô nàng này đã thể hiện được năng lực vượt trội hơn hẳn so với cặp đôi hắc sắc cộng với nài ngựa không trung. Hy vọng là thông qua với video clip này thì các bạn đã có được một cái góc nhìn khách quan để chúng ta có thể đầu tư nhiều hơn vào các sĩ quan không quân. Rồi, nếu như các bạn thấy hay video clip này thì xin các bạn một like, share và subscribe cái channel của mình. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.